Thưa quý vị, phường Mang Thái, quận Sơn Trà là một trong 10 xã phường của thành phố không ghi nhận ca mắc trong cộng đồng 14 ngày liên tiếp tính đến ngày 2 tháng 9. Để giữ được thành quả này, thì bên cạnh sự quyết liệt trong công tác phòng chống dịch từ chính quyền còn có chung sức đồng lòng của người dân. Phản ánh của phóng viên thời sự. Khu dân cư Mân Lập 1 gồm 3 tổ dân phố, trong đó có một chung cư. Để thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch, các tổ COVID cộng đồng với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng được thành lập và giữ vững từ đợt dịch tháng 7 năm 2020. Các thành viên trong tổ chốt chặn tại từng con đường, kiệt hẻm, tuyên truyền đến người dân về công tác phòng chống dịch, cũng như hỗ trợ người dân trong vấn đề cung ứng thực phẩm. Vì uh, sức khỏe cá nhân và gia đình cùng uh, bà công trong uh, cộng đồng, cho nên anh em chúng tôi trong đội phòng chống dịch, đã nỗ lực cố gắng để làm cho khu vực mình lúc nào cũng phải là an toàn. Hiện nay, nhiều khu dân cư trên địa bàn phường Mân Thái đã thiết lập vùng xanh an toàn, kiểm soát việc đi lại của người dân và ngăn không cho người lạ vào. Mỗi tổ, mỗi khu dân cư cùng chính quyền giám sát ngăn chặn dịch xâm nhập và bảo vệ chính mình. Vai trò của người dân tham gia phòng chống dịch là một trong những yếu tố hết sức quyết định cho cái việc thắng lợi công tác dịch thì về phía địa phương trong đợt dịch vừa qua đã cũng đã tổ chức triển khai thành lập các cái ban điều hành, các tổ covid chính vì những cái hoạt động tích cực đó đã hỗ trợ cho cái việc phòng chống dịch phát triển thêm các cái vùng xanh. Đến ngày 2 tháng 9 trên địa bàn quận Sơn Trà có ba phường không có ca mắc covid 19 trong cộng đồng trong 14 ngày. Quận đang đẩy mạnh phát động phong trào giữ vững và mở rộng vùng xanh, phát huy tính gương mẫu trách nhiệm của các thành viên trong chính quyền địa phương, cấp ủy chi bộ, tổ dân phố, ban công tác mặt trận, các tổ COVID-19 cộng đồng cũng như yêu cầu nhân dân trong từng tổ dân phố phát huy trách nhiệm trong việc chung tay bảo vệ vùng xanh.